Có một người đàn ông đang đi trên đường và thấy ở góc đường có một cái người thợ đang cố gắng cưa gỗ. Và cái người này đang làm việc cực kỳ mệt nhọc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra hết trơn, và ráng sức mình để mà ráng cưa từng cái khúc gỗ một. Và khi mà đi lại gần hơn và nhìn thì cái người đàn ông này mới quan sát thấy là hình như cái lưỡi cưa của người thợ đó đã bị mòn mất rồi. Nó bị mòn mấy cái lưỡi rồi, nên là cưa mặn đến bao nhiêu đi chăng nữa nhưng cái hiệu quả của nó rất là thấp. Và thế là người đàn ông này mới hỏi người thợ là: à chú ơi, tôi thấy hình như là cái lưỡi cưa của chú nó bị hơi bị cùn rồi, sao chú không dành thời gian ra để mài cho nó sắc cái lưỡi cưa một xíu, rồi sau đó chúng ta làm việc tiếp thì nó sẽ có phải là nhanh hơn không? Thì người thợ nó mới quay sang người đàn ông với ánh mắt rất kỳ lạ, kiểu là rảnh quởn quá, bị khùng hả? Ông nhìn xung quanh đi, ông có thấy là còn biết bao nhiêu khúc gỗ cần phải cưa nữa hay không? Bây giờ là thời gian đâu mà ngồi đó mài cái này với mài cái kia, lo tập trung cưa gần chết mà nãy giờ còn chưa xong việc nữa. Thôi 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 thôi, đi ra chỗ khác đi, để tôi cố gắng tôi cưa xong cho nó xong việc đã. Và thế là người đàn ông, cái người thợ đó bắt đầu cưa tiếp với tất cả sức lực của mình, vừa cưa vừa bực dọc: thằng khùng nào mới vô hỏi tào lao làm tao tốn mấy phút cuộc đời của mình. Và người đàn ông quay đi và thở dài. Và câu chuyện này rút ra một bài học là gì? Đôi khi chúng ta làm việc, mình cũng cần phải trau dồi cho bản thân của mình, nghĩa là cái lưỡi cưa đó là hình tượng hóa cho cơ thể của mỗi người. Và các bạn có nhận thấy bản thân mình đâu đó trong câu chuyện vừa rồi hay không? Là đôi khi chúng ta cũng giống như là cái người thợ đó, bỏ bê cái lưỡi cưa là chính cơ thể của mình, để cho nó bị cùn đi mất rồi, nhưng mà mình vẫn nỗ lực và làm hết sức mình mỗi ngày, nhưng mà chẳng thấy kết quả đâu hết. Và các bạn có bao giờ nhìn lại công việc và cuộc sống của mình và thấy là sao mình cứ quần quật và làm rất nhiều việc khác nhau, thậm chí stress và căng thẳng luôn? Và đã bao lâu rồi mình không tập thể dục? Đã bao lâu rồi mình không học thêm một điều gì đó mới và thấy mình trưởng thành hơn, thấy mình mới mẻ hơn? Đã bao lâu rồi mình không để ý tới những mối quan hệ rất là quan trọng trong cuộc sống của các bạn, như là gia đình, như là những bạn bè thân thiết, như là mở mang một cái mối quan hệ mới? Đã bao lâu rồi các bạn bắt đầu thấy là cái động lực làm việc của mình ngày đầu tiên khi bước tới công ty nó lụi tàn dần 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 dần? Ngày đầu tiên mình bước vào cái công ty giống như một người thợ, ok, sẽ được cống hiến hết mình cho nơi này, trời ơi nhiều gỗ quá, sướng quá, mình sẽ được cưa hết tất cả những thứ này. Và cái cũng là đóng gỗ đó, nhưng là sự háo hức, sự cống hiến và sự hết mình. Nhưng bây giờ trên gương mặt của người thợ đó chỉ là cái sự thở dài khi nhìn cái đóng gỗ xung quanh mình. Còn nhiều quá. Và các bạn có bị giống như vậy hay không? Và cũng nhìn xung quanh những công việc trong ngày của mình, nhìn vào những cái task, nhìn vào những cái plan của mình và thấy là sao còn nhiều việc quá vậy. Thôi, ráng mà cố làm cho xong đi chứ. Và cứ cuốn đi mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày giống như vậy. Đã bao lâu rồi các bạn rơi vào tình huống đó? Và nếu mà chúng ta cứ tiếp tục giống như vậy, nó sẽ dẫn đến tình trạng gì các bạn biết không? Đó là khi mà mình cưa hoài, cái lưỡi cưa nó không chỉ là bị cùn đi, mà sau một hồi nó cùn hết mức có thể rồi, nó sẽ không còn là cây cưa nữa, nó sẽ biến thành một cái thanh sắt. Và chúng ta cố để làm việc với một thanh sắt thì cái hiệu quả của nó rất rất là ít, mà cái áp lực dành cho mình và cái sức lực mình bỏ ra mỗi ngày cực kỳ nhiều. Và đó là lúc mà một người sẽ tới với một cái trạng thái gọi là burn out. Thuật ngữ trong tiếng Anh tạm dịch ra như là cháy sập, burn out. Đây là một thuật ngữ khá là nổi tiếng trong công việc. Những ai đã từng đi làm việc nhiều năm rồi, xác suất cao các bạn sẽ rơi vào tình huống này, là lúc mà mình bị cháy sạch hết tất cả những cái động lực, tất cả những cái sức khỏe của mình, cháy sạch hết cả về năng lượng, cả về trí óc. Nói chung là mình bị cạn kiệt năng lượng và mỗi ngày chỉ đi làm để mà đi làm với cái thanh sắt trên tay của mình thôi, chứ không còn mang lại giá trị đóng góp gì nữa hết. Và mình cũng không còn cảm thấy mình có một cái giá trị gì mà cảm thấy mình xứng đáng nữa. Và nếu mà các bạn có liên hệ được bản thân của mình với những câu chuyện nãy giờ anh có chia sẻ, thì trong video clip này anh sẽ nói kỹ hơn với các bạn đâu là dấu hiệu của burnout, chính xác là có những cái việc gì xảy ra để các bạn nhìn nhận lại, để ai mà thực sự tới thời điểm này mình rơi vào trạng thái burnout, mình giật mình nhận ra, và sau đó anh sẽ chỉ cho các bạn cách để vượt qua được nó. Và nếu mà các bạn nằm trong trường hợp là ồ, em chưa đến nỗi là burnout anh ơi, có một vài dấu hiệu nho nhỏ nhưng mà may quá em vẫn còn canh chừng được nó, thì chúc mừng các bạn, và anh cũng sẽ nói cho các bạn là làm sao tiếp tục duy trì trạng thái giống như vậy để phòng chống, để đừng để mình bị rơi vào burnout, cháy sạch hết rồi mới lo để đi tìm kiếm nhiên liệu và nạp năng lượng vô trở lại. Hãy duy trì nó thường xuyên, làm sao để nhận ra cái lưỡi cưa của mình đã bị cùn rồi,
Và rồi mài sắc nó đi từ trước khi mà nó bị biến sạch hết tất cả những lưỡi cưa. Trước khi chia sẻ chính xác dấu hiệu của burnout, anh sẽ nói với các bạn cái gì không phải là burnout. Đó là một người luôn miệng mở ra là than vãn về chuyện là mình bị burnout rồi, mình bị overwhelmed, mình bị quá tải, mình bị kiệt sức, công việc nhiều quá. Trời ơi tôi cạn kiệt hết sức lực rồi, trời ơi công việc gì nhiều dữ vậy trời, trời ơi tôi không còn những cái sở thích, không còn những thú vui của mình nữa, trời ơi tôi bị burnout rồi. Thì nếu mà một người mà luôn than về việc là mình bị burnout thì chắc chắn người đó chưa burnout. Bởi vì người burnout là người giống như cái người thợ đấy vậy đó. Đôi khi chúng ta rất là chăm chỉ và làm việc liên tục mà mình không nhận ra nó đang cạn kiệt dần dần. Còn người vẫn còn than thở nghĩa là chúng ta chưa thể dùng hết sức của mình, ok? Nên dấu hiệu chính xác đó là một, làm việc nhiều nhưng kết quả chẳng bao nhiêu. Đây là người có khi rất là chăm chỉ và thậm chí là trách nhiệm luôn. Ngày nào mà chúng ta cũng làm, cũng cố gắng nỗ lực hết sức mình để cưa gỗ hết trong cái công việc mà các bạn đang làm. Nhưng mà do chúng ta không để ý tới cái việc là hey, cái hiệu quả nó như thế nào, đây phải là cách tốt nhất hay chưa, mình có mài sắc những kỹ năng của mình cần thiết hay chưa. Mình cứ làm, mình chăm chỉ, work hard, làm rất là bận, nhưng mà nhìn lại cái output, cái kết quả mình mang lại không được bao nhiêu hết. Dấu hiệu thứ 2 là mỗi ngày mình kết thúc công việc của mình cảm thấy rất là mệt mỏi, thậm chí là hay kết thúc với một cái thở dài. Bởi vì khi công việc có hiệu quả, các bạn hết giờ làm việc rồi, thậm chí làm ráng thêm 2 tiếng, 3 tiếng nữa, nhưng mà rốt cuộc thì cũng hết sức hoặc là hết giờ phải đi về. Nhưng khi đi về các bạn bước ra khỏi cái việc làm của mình với rất nhiều những cây gỗ trước mắt của mình, trời ơi vẫn còn nhiều đến như vậy luôn hả ta. Và cũng phải ráng lết về. Và với trạng thái đó chúng ta cũng sẽ không lết về với sự bình an được. Mình cũng sẽ làm một thứ dẫn đến dấu hiệu số 3 là hay mang việc về nhà. Chúng ta mang công việc về để tiếp tục làm. Và như anh nói ngay từ ban đầu, cái trớ trêu của người burnout là gì? Là chúng ta bắt đầu với mục đích rất là tốt, chúng ta nỗ lực, chúng ta trách nhiệm, chúng ta chăm chỉ, chúng ta muốn khát khao hơn, muốn đạt được nhiều kết quả hơn, muốn cống hiến nhiều hơn. Nên là chúng ta rất là cảm thấy nó bị băn khoăn, nó bị cảm thấy bức rứt nếu mà mình không làm hết những thứ mà mình đang nhận để làm. Nên là chúng ta đem về nhà. Và rồi mình cứ làm. Và khi ở nhà trong cái trạng thái mệt mỏi, căng thẳng đó, thậm chí là lên giường nằm sắp đi ngủ rồi vẫn phải ngồi làm việc trên laptop, hoặc thậm chí đang ngồi ngủ gục một hồi nghe tin nhắn của sếp, của khách hàng, mình là cứ tiếp tục trả lời. Một cái người gần như 24/24 đầu các bạn đều nghĩ tới chuyện là làm việc và xử lý nó sẽ xong vậy đó. Dấu hiệu số 4, vậy mà người này rất hay nhận thêm việc vô tội vạ. Chúng ta đang có rất nhiều việc rồi, chúng ta làm. Nhưng mà khi có một người sếp yêu cầu các bạn làm gấp giùm anh cái report, các bạn báo cáo này nghe. Có một người đồng nghiệp, mày in giùm cái này cái tao với, tao nhờ cái việc này với, có cái việc này cần phải xử lý liền nghe. Chúng ta đang ở trong cái trạng thái là nhiều việc mà mình không, giống như là mình không quản lý được hết việc của mình á. Đầu của mình cũng không còn suy nghĩ minh mẫn được nữa. Và chúng ta đã làm một việc là hay nhận thêm việc. Mình không biết cách từ chối làm sao hết. Việc đã nhiều mà lại nhận thêm trách nhiệm, vai trò, là những cái thứ tủn mũi lặt vặt. Và chính chuyện đó lại khiến nó biến thành một cái đống hỗn độn nhiều hơn, không có việc nào ra việc nào hết. Và thường các bạn là hay ưu tiên cái việc nhận lên thêm, nhận từ người khác. Mình sợ bị mất mặt, mình sợ kỳ với người khác, nên chúng ta lại rút bớt cái thời gian của mình đi làm việc của người khác. Và thế là việc của mình chất đống và mãi không xong. Dấu hiệu số 5, chúng ta bắt đầu bỏ lơ qua những cái nhu cầu bản thân của mình. Mỗi ngày chỉ có công việc thôi, tại vì đó các bạn xoay vòng một hồi còn gì nữa đâu. Không còn sở thích, không còn những niềm vui, không còn những giờ phút giải trí nữa. Tất cả những cái riêng biệt chăm sóc cho bản thân, về cơ thể, về tinh thần, về những cái niềm vui đều biến mất hết. Dấu hiệu số 6, hay cáu gắt với những người thân xung quanh. Bởi vì áp lực quá, căng thẳng quá. Và về nhà nếu mà gặp người mà quan trọng, họ cũng sẽ hỏi han, ủa lúc này sao vậy, sao thấy có vẻ mệt mỏi vậy. Và nếu các bạn có người yêu, ôi là căng thẳng hơn nữa. Người yêu hỏi sao lúc nào anh cũng bận vậy, sao lúc nào anh không dành thời gian cho em, ủa sao em lúc nào cũng làm nhiều việc quá vậy. Và thế là họ cũng tới để yêu cầu thời gian của các bạn chứ, ủa thời gian của bạn đâu, sao không dành cho tôi không quan trọng bằng công việc của bạn hả. Và thế là mình cảm nhận đó là cái áp lực mới. Và rồi chúng ta cũng có mong đợi là, ủa nếu bạn thương tôi, bạn yêu tôi, bạn quý tôi, bạn phải hiểu cho tôi chứ,
có biết bao nhiêu là việc mà còn, đây là giờ phút nào, không tới động viên, không tới ủng hộ, không tới san sẻ cho người ta, còn tới trách móc, còn tới đòi hỏi thời gian, đâu phải lúc này, để lúc khác được không, lúc này nên ủng hộ support tôi đi. Và thế là mình rất dễ cấu gắt với người khác nếu mà mình có cái mong đợi giống như vậy. Và khi mình càng cấu gắt với người ta, cái người đó lại càng yêu cầu và khó hiểu, ủa sao bạn như thế này như thế kia. Và đó là lúc mà mọi chuyện dẫn đến những mâu thuẫn càng ngày càng lớn hơn trong mối quan hệ của mình. Và một lần nữa, chính những chuyện đó đã là ảnh hưởng đến cái công việc đốn gỗ của các bạn. Vì mất thời gian cãi lộn, mất thời gian giận dỗi, mất thời gian khó hiểu và bực tức, nó cộng thêm cho cái chuyện sắp burnout của các bạn. Dấu hiệu số 7, lờ đờ và uể oải. Hiển nhiên rồi, làm sao mình có năng lượng được, làm sao mình có tinh thần được, làm sao có sự minh mẫn được. Chỉ ráng để mà làm hết sức của mình thôi. Trạng thái lúc nào cũng lờ đờ, mệt mỏi đi qua một ngày dài của mình. Dấu hiệu số 8, cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Cái người này kỳ lắm mấy bạn. Thấy người xung quanh như là sếp xuống hỏi là ủa em có ổn không, thấy dạo này em hơi bơ phờ xíu, dạo này hơi là thấy làm việc hơi nhiều xíu, có cần anh hỗ trợ gì không, cái việc đó làm sao rồi, có cần chia sẻ ra để anh có thể hướng dẫn thêm hoặc là sắp xếp lại gì không. Chúng ta rất là hay trả lời dạ em ổn, dạ ok anh, và chúng ta không có chia sẻ ra bất cứ điều gì hết, và vẫn cố là gồng mình lên rằng dạ được anh, em đang cố để làm, dạ em đang sắp xếp chuyện đó, dạ vẫn ổn anh, mọi thứ dạ được, khi nào em cần thì em sẽ ráng để mà em nói chuyện với anh, dạ ok, dạ em cảm ơn anh, dạ gồng lên. Khi mà bởi vì mình không muốn bất cứ ai thấy mình đang yếu đuối, thấy mình đang căng thẳng hết, bởi vì các bạn xem chuyện đó là một cái hành động nhu nhược hèn nhát nếu mình để cho người khác quan tâm hỗ trợ mình. Và rồi chúng ta đẩy mọi thứ đi, gồng lên, nhưng mà sau đó đầy biển rộng ở trong này. Dấu hiệu số 9 và là dấu hiệu cuối cùng để thực sự là burnout, bỏ mặc cả thế giới. Đây là lúc mà mình đã bắt đầu kiệt sức bởi vì chúng ta làm hoài mà vẫn chưa ra kết quả. Và đó là lúc mà mình bắt đầu nghi ngờ bản thân của mình là có thiệt là mình làm được không? Mình đã cố gắng hết sức của mình rồi. Ủa, mình đã làm mọi cách có thể rồi mà vẫn không được. Hình như mình rất là tệ, hình như mình không có năng lực, hình như là mình chẳng có gì giỏi giang hết. Các bạn bắt đầu mệt mỏi vì những áp lực xung quanh. Khi sếp hỏi là ủa sao lúc anh hỏi em không nói, em không chia sẻ ra để bây giờ công việc nó ra kỳ vậy, sao vậy? Và các bạn không biết nói sao hết, im lặng và chịu đựng. Và quá mệt mỏi khi mà qua một ngày dài, vừa nghi ngờ bản thân của mình, kết quả vừa không có, vừa bị mất mặt khi bị khiển trách, vừa bị những áp lực từ sếp, từ khách hàng đè nặng lên người của mình, về tới nhà lại gặp những cái mối quan hệ, họ lại bắt đầu mong, cũng có những mong đợi mới, cũng có hỏi han, nhưng mà cũng hỏi là tại sao không dành thời gian cho mình, tại sao thế này, tại sao thế kia. Và những áp lực từ những mối quan hệ gần và thân thiết với mình đã tiếp tục đè lên. Và đây là lúc mà các bạn không còn cố được nữa. Và thế là mình bắt đầu bị sụp luôn, biến mất luôn. Và lúc mà mình muốn xa lánh tất cả mọi người, không có công việc gì nữa hết, không có sự nghiệp, không có tương lai gì hết, con người mình đẻ ra nó vậy rồi, cái số của mình nó vậy rồi, không có mối quan hệ dẹp đi, đều là những thứ vô bổ, chẳng bao giờ giúp ích được, và lúc nào cũng càm ràm và kêu gọi mình phải như thế này thế kia. Tôi phải sống sao mọi người mới vừa lòng đây, tôi đã cố gắng nỗ lực hết sức mình rồi mà tại sao mọi chuyện nó lại ra nông nổi đến như vậy. Và mình muốn bỏ trốn cả thế giới. Và tình huống tệ nhất có thể là trầm cảm, có thể là tự kết thúc cuộc sống của mình nếu mà là tệ đến như vậy. Hoặc là chúng ta biến mất mấy ngày trời, không ai tìm kiếm và không ai liên lạc được hết. Thì đó là lúc mà nó cháy sạch luôn, thật sự là cháy sạch luôn rồi. Và anh hy vọng là những ai đang xem video clip này, chúng ta chưa tới tình trạng đó. Chúng ta có thể có một vài cái tình huống ở phía trên, và bây giờ mình bắt đầu nhận ra và muốn tìm kiếm và giải quyết nó. Hy vọng là các bạn chưa tới đó. Và nếu thực sự các bạn, những ai đang xem video clip này, mình đang ở trạng thái đó luôn rồi, mình đã trốn tránh thế giới vài ngày nay rồi, và một cách tình cờ nữa anh không biết các bạn nhấn vào video clip này và xem được tới phút này, anh muốn nói cho các bạn biết tất cả những chuyện nãy giờ, những dấu hiệu nãy giờ không phải là lỗi của các bạn. Bởi vì không có ai dạy cho chúng ta nhận ra là cái lưỡi cưa của mình nó đang cùn. Đôi khi là nó không rõ ràng và nhìn hiển hiện như cái lưỡi cưa trong câu chuyện mà anh ví von với các bạn. Đôi khi nó rất mơ hồ,
và những cái áp lực xung quanh nó đã đè nén lên bản thân của mình. Từ nhỏ tới lớn chúng ta luôn được mong đợi là phải là học sinh giỏi, ngoan hiền, lúc nào cũng phải lễ phép, lúc nào cũng phải đạo đức, và có rất nhiều áp lực để chúng ta bắt đầu thể hiện ra để cho những người khác thấy. Mà không ai dạy cho mình bắt đầu nhìn vào bên trong để hiểu là nỗ lực cũng phải nỗ lực đúng, đừng đốt cháy sạch tất cả những cái mà mình có. Nên nếu các bạn có gặp phải những dấu hiệu nãy giờ, anh mong là các bạn không có feel bad, không có cảm thấy tệ vì bản thân của mình. Và anh không có mục đích chia sẻ ra để mà chỉ trích những việc đó, vì anh cũng là người đã từng trải qua những giai đoạn giống như vậy. Đó là lý do tại sao anh hiểu và có thể đưa ra những dấu hiệu đó. Cho nên bài toán tiếp theo là chúng ta cần vượt qua nó như thế nào, và anh nhất định sẽ chia sẻ với các bạn chính xác từng bước một để dần dần chúng ta vượt qua trạng thái này và lấy lại sự chủ động và kiểm soát trong cuộc sống của mình nhất định nha. Và sau đây là chính xác những bước để các bạn vượt qua tình huống này. Bước số 1, thay đổi đầu tiên là phải thay đổi ở đây. Thay đổi về suy nghĩ, mindset của mình. Hãy thay chữ burn out thành chữ experience your limit. Các bạn vừa mới bị kiệt sức, các bạn vừa mới bị cháy sạch, các bạn bị kiệt quệ. Thay vì nói với mình cái tình trạng đó, hãy nói với mình là mình vừa mới trải nghiệm cái giới hạn bản thân của mình. Ai cũng nói là chúng ta phải vượt qua giới hạn của bản thân, nhưng các bạn đã biết giới hạn bản thân mình là gì đâu? Đã biết cái giới hạn của mình đâu mà vượt qua giới hạn? Tất cả những người mà luôn cảm thấy ổn, I'm fine, ok, I'm ổn, và tất cả những người ổn và thoải mái có nghĩa là họ chỉ làm dưới sức mình. Còn khi mà các bạn sức của mình ở đây mà mình làm cái việc mà đụng nóc sức của mình sẽ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, đúng không? Còn tới khi mà mình cạn kiệt luôn, nghĩa là mình vừa mới chạm tới sát cái limit, cái giới hạn của mình. Sức lực mình có nhiêu đó, trí tuệ mình có nhiêu đó, khả năng kiểm soát cảm xúc của mình có nhiêu đó, và mình vừa mới đụng vô nó. Và cái công việc này nó khó hơn cái giới hạn của các bạn, và nó làm cho mình bị suy sụp. Và đó là cái tín hiệu mừng. Chúng ta vừa trải nghiệm qua giới hạn để chúng ta biết giới hạn của mình ở đâu. Wow, và đó có một trải nghiệm mới trong cuộc sống. Để từ đó chúng ta nhận ra là mình đã thấy được nó rồi. Và khi mình thấy, mình sẽ tìm cách để vượt qua được. Nên rất quan trọng, hãy thay chữ burn out, mình đang burn out, thành là mình đang experience my limit, mình đang trải nghiệm được cái giới hạn của mình nằm ở đâu. Và để vượt qua được nó, bước số 2, viết xuống tất cả những việc đang nằm trong đầu các bạn. Đôi khi sự rối loạn, sự băn khoăn, sự lo lắng bởi vì một cái gì đó rất mơ hồ và chung chung, viết xuống đi. Khi các bạn viết xuống từng việc một mà các bạn nghĩ là cái này cần phải làm nè, sẽ làm nè, sắp làm nè, những việc mình đang trốn chạy nè, tất cả những việc mà nó đang lần quần trong đầu các bạn, mà chỉ khi mà các bạn viết ra thôi, anh đảm bảo là khi mình bình tâm lại sau khi qua bước một, hít thở, thay đổi mindset. Và các bạn dành bao nhiêu thời gian là tùy ở các bạn. Cho tới khi mình sẵn sàng, lấy một tờ giấy ra và viết. Và đừng đụng vô máy tính nha. Bước số 2 này, đừng đụng vô bất cứ thiết bị điện tử nào hết. Hãy lấy một cái viết và một tờ giấy, viết xuống 1, 2, 3, 4 tất cả những việc mà các bạn nghĩ. Có thể là một danh sách rất dài, và đôi khi nó không dài như mình nghĩ, nhưng khi nó đã trút ra hết trên trang giấy rồi, mình nhìn thấy được nó, đó là lúc mà mình kiểm soát nó, chứ nó không kiểm soát mình. Và các bạn sẽ ngay lập tức trải nghiệm được cái cảm xúc là bình tĩnh hơn một xíu. Bước số 3, trong danh sách đó, lên cho mình thứ gọi là not to do list. Không phải là làm cái gì mà là không làm cái gì. Nhìn vào đó, anh đảm bảo với các bạn có thể gạch bỏ bớt ít nhất là 10% trong đó, thậm chí là 50%. Những việc này, các bạn hỏi xem nó có thực sự quan trọng không? Tại sao mình phải làm nó? Nếu mà không làm nó thì có ảnh hưởng gì không? Và khi các bạn hỏi mình những câu hỏi sâu xuống từng việc một, cái này có giữ nguyên, cái này không, gạch. Và các bạn đã loại bỏ được một phần lớn trong cái áp lực, sự căng thẳng không đáng có của mình. Bước số 4, với tất cả những việc còn lại, hãy hỏi mình xem việc nào là việc mình biết cách làm và mình có khả năng để làm. Nghĩa là gì? Trong những việc mà nằm trong trách nhiệm của mình, đây là thứ mình cần phải hoàn thành rồi đó, mình loại bỏ bớt những thứ tào lao vớ vẩn vô bổ rồi, thì những việc này trong cái giới hạn của mình, cái limit của mình experience nó rồi, mình sẽ biết giới hạn mình nằm ở đâu, và trong giới hạn của mình thì những việc nào mình xử được, mình biết cách làm, quen làm rồi, cái này chỉ cần sắp xếp là làm được, thế đánh dấu vào để lên kế hoạch và làm nó. Có cái nào xử lý được liền ngay lập tức trong 5-10 phút, làm liền để cho có cảm hứng và có cái đà của mình. Những việc còn lại, ask for help.
yêu cầu sự giúp đỡ. Quay lên trên công việc của mình, đề xuất với sếp, chia sẻ thật là rõ ràng. Khi các bạn làm những bước trước đó rồi, mình sẽ bình tĩnh hơn, mình sẽ không bị cảm xúc kiểm soát. Mình sẽ biết cái nào là cái mình làm được, cái nào không làm được, lý do tại sao mình không làm được. Không phải là không, sửa lại liền luôn nè, chưa làm được nó. Và hãy đề xuất với sếp và nhờ được sự hỗ trợ. Và khi đó các bạn sẽ ngạc nhiên là khi mình rõ ràng rồi, mình chủ động tới khi công việc nó vẫn còn chưa tay quay ra, thì người ta sẵn sàng để hỗ trợ mình đấy. Và cái hành động là ask for help không phải là hành động của một người yếu đuối, mà đó là hành động của một người dũng cảm và mạnh mẽ. Chúng ta được dạy ngay từ nhỏ là phải mọi thứ phải tự làm bằng sức lực của mình. Và khi chúng ta nhờ người khác giúp mình, nghĩa là mình yếu đuối không? Cái người mà sẵn sàng open ra, rất thẳng thắn và chân thành với bản thân của mình, cái nào làm được, cái nào chưa làm được, và mình đặt cái tôi của mình thấp xuống một xíu, bởi vì cái mục tiêu trong công việc cao hơn, tôi sẵn sàng chia sẻ với mọi người là tôi chưa đủ sức để làm chuyện này, tôi chưa rõ ràng và hiểu kỹ lắm cái thứ này, tôi chưa biết bắt đầu từ đâu trong việc này hết. Và tôi biết là tôi cần nói ra, bởi vì tôi nói ra tôi có thể bị đánh giá, nhưng từ đó tôi có được cái hướng dẫn, chỉ thị, những cái sự hỗ trợ để tôi hoàn thành cái việc chung này. Bởi vì việc chung này nếu không làm được, nó không chỉ ảnh hưởng tới tôi, nó ảnh hưởng tới công ty, tới tập thể. Nên tôi sẵn sàng đánh đổi cái tôi của mình trong chốc lát để đưa cái việc của tập thể lên. Mà đó là hành động của một người có trách nhiệm, hành động của một người dũng cảm. Bước thứ 5, celebrate, ăn mừng. Đã bao lâu rồi các bạn không ăn mừng? Bởi vì chúng ta chỉ nhìn thấy những điểm yếu, bởi vì nhìn thấy những điều mình chưa làm tốt, bởi vì mình thấy mình tệ, bởi vì mình thấy mình chưa hay, bởi vì là mọi thứ xung quanh nó bị rối loạn quá. Nhưng khi mà các bạn ngừng ăn mừng, chúng ta lại bị chìm vào trong những cảm xúc tiêu cực. Thành ra là những bước nãy giờ các bạn chỉ cần làm được một thứ nào đó thôi, ăn mừng cho chuyện đó. Yes, mình vừa mới hoàn thành xong một việc. Tinh thần đó sẽ khiến cho các bạn đi tiếp tới những bước tiếp theo dễ hơn rất là nhiều. Bước số 6, say no. Nhớ từ chối với những việc mà chúng ta không phải nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, những việc mà chúng ta chưa có khả năng hoàn thành ở thời điểm này. Hãy học cách say no. Cách đơn giản nhất để say no với người khác là gì? Hãy rõ ràng và chân thành là mình rất là muốn giúp bạn trong cái việc này, nhưng hiện nay mình đang có một cái deadline này cần phải hoàn thành xong trong ngày hôm nay. Khi nào mà xong rồi thì mình mới có thể hỗ trợ bạn, thì không biết lúc đó được không? Có gì mình sẽ báo lại bạn nghe. Hoặc nếu đó là người sếp của mình, giao công việc xuống cho mình luôn. Hãy học cách để trả lời với sếp bằng cách là gì? Đơn giản lắm mấy bạn, anh chị cho các bạn công thức luôn nè. Dạ, đây là việc cần làm, dạ em sẽ sắp xếp lại, nhưng mà hiện nay em có một cái băn khoăn giống vậy, em hỏi anh luôn được không? Dạ, tại vì ngày hôm nay cũng có hai cái task mà tới deadline, là cái việc X với việc Y này, các bạn chia sẻ ra đúng không? Nên nếu bây giờ mình làm thêm cái việc Z này thì em e là hai việc này nó sẽ không hoàn thành trong kế hoạch. Thì không biết là trong ba việc này cái nào là cái ưu tiên quan trọng nhất để em xử lý, tranh thủ xử lý, sắp xếp trong ngày hôm nay, còn thì anh có thể chỉ cho em được không? Và đó là lúc mà các bạn trình bày một cách khéo léo cho sếp biết. Thì khi đó họ có thể nói là ồ thôi để việc này anh giao cho người khác, hoặc là ok em giờ là việc này đi, cái này hai ngày tới nữa cũng được, nhưng mà làm giúp anh cái việc này liền nghe. Dạ ok anh. Và đó là lúc mà chúng ta ngay lập tức hoán chuyển được tình huống chỉ bằng một câu nói duy nhất. Mà đôi khi chúng ta không được hướng dẫn, không được dạy để làm. Bước số 7, learning, học một điều mới. Trời ơi anh ơi, công việc đăng đăng đê đê quá trời nhiều luôn. Nãy giờ nói là chuyện áp lực công việc nhiều nên em không có làm hết, nên em mới bị burn out. Ở đâu ra thời gian xa xỉ mà học thêm một điều mới cho mình? Anh hỏi các bạn nè, có bao giờ các bạn có suy nghĩ là mình đang lái xe mà mình chạy xe do mình quá bận để lái xe nên mình không có thời gian để đổ xăng không? Không đúng không? Cho dù bận đến cỡ nào đi chăng nữa, các bạn vẫn sẽ suy nghĩ tới cái chuyện là phải đổ xăng. Và nếu xăng của mình sắp hết rồi mà con đường mà mình đi vẫn còn xa mà chúng ta rất là bận để đi tới đó, các bạn cũng sẽ ráng sắp xếp một khoảng thời gian nào đó để đổ xăng. Tương tự như vậy, bận rộn đến cỡ nào đi chăng nữa, nếu các bạn làm đúng những bước ở trước, chúng ta cũng sẽ tìm ra được ít nhất là 5 phút, 10 phút mỗi ngày để có thể học hỏi một điều gì đó mới cho bản thân của mình. Và đôi khi chỉ là cần đọc một trang sách. Và sự khác biệt của không trang sách và một trang sách là gì? Một tháng các bạn đã đọc được 30 trang rồi, mỗi ngày hít đất 10 cái. Một tháng các bạn đã hít đất được mấy trăm cái rồi. Các bạn lên xem một cái clip chia sẻ một cái kiến thức, một cái kỹ năng nào đó mới, ví dụ như xem clip của anh chẳng hạn, chỉ tốn có vài phút thôi. Nên nhân tiện nhớ nhấn vào nút subscribe, bật chuông thông báo lên để không bị bỏ sót khi có clip của anh mới. Nó sẽ
có cái chuông thông báo để thông báo cho các bạn biết. Thế là chúng ta chỉ việc vào xem và trau dồi bản thân của mình, và nó chỉ tốn một ít thời gian. Và mình nghĩ là khi nào mình rảnh mình mới trau dồi bản thân. Sai rồi, khi nào chúng ta trau dồi bản thân của mình từng chút một cho cái lưỡi cưa của mình bén lên xíu xíu xíu, thì cái công việc của mình nó mới từ từ giảm bớt lại, mình mới rảnh hơn. Không phải rảnh hơn thì mới trau dồi bản thân, mà trau dồi bản thân thì từ từ mình mới rảnh hơn. Và đó là những cái cách để các bạn dần dần từng bước một. Anh không nói là các bạn sẽ vượt qua được liền trong vòng một nốt nhạc, nhưng đó là lúc mà chúng ta dần dần từng bước vượt qua được nó. Các bạn không phải một ngày một đêm mà bị burn out, thì cũng đừng mong đợi là chỉ qua một ngày một đêm là chúng ta thoát khỏi cái trạng thái này được. Nó sẽ build dần dần lên, bởi vì các bạn đã đốt dần dần cho nó hết rồi, thì hãy chăm từ từ cho nó lên lại. Nhưng ít nhất là mình bắt đầu thấy nó đi lên. Comment xuống phía dưới xem cho những dấu hiệu nãy giờ anh chia sẻ, các bạn hay gặp những dấu hiệu nào nhất, và khi mình nhận ra rồi mình sẽ làm gì trong những gợi ý của anh để các bạn có thể dần dần vượt qua tình trạng burn out của mình. Cho nên nếu ngay bây giờ các bạn muốn learn, muốn học một điều gì đó mới, muốn dừng lại xíu để đổ xăng cho chiếc xe của mình, để mài sắc cái lưỡi cưa của mình, khi đó chúng ta quay về công việc làm nó hiệu quả hơn, nhanh hơn và hào hứng hơn, thì không cần phải đi đâu xa hết. Ngay trong description anh có để một cái đường link để các bạn có thể đăng ký tham gia buổi workshop của anh. Anh sẽ chia sẻ với các bạn nghệ thuật để chúng ta có thể làm việc được xuất sắc hơn. Nó chỉ qua một câu rất đơn giản thôi: người giỏi không phải là người làm tất cả. Làm sao có thể làm được như vậy, làm thiệt là nhiều việc, nhưng không nhất thiết phải là một mình tự xoay sở và làm hết tất cả mọi việc để dẫn tới cái chuyện burn out. Có những quy tắc trong công việc, có cái sự huy động nguồn lực và phối hợp với những người xung quanh làm sao hiệu quả hơn, để từ đó chúng ta vừa làm có nhiều kết quả mà thời gian của mình cũng có được sự cân bằng. Đó là những bí quyết mà anh sẽ chia sẻ với các bạn trong cái buổi workshop Người giỏi không phải là người làm tất cả. Click vào đường link nếu muốn tham gia, và anh hẹn gặp lại các bạn trên lớp.